Kính thưa quý vị, chiều ngày 23 tháng 7, phiên tòa xét xử vụ FLC tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư. Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Trịnh Văn Quyết trình bày, sau khi mua lại công ty Faros, mã cổ phiếu ROS, công ty này đã thực hiện nhiều dự án của tập đoàn FLC, thi công nhiều công trình lớn ở Hà Nội, Bình Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Trong suy nghĩ của bị cáo, giá trị thực tế của cổ phiếu ROS là tốt. Từ tháng 9 năm 2016, Đến tháng 7 năm 2018, giá cổ phiếu DOS tăng từ 10.000 đồng lên hơn 43.000 đồng một cổ phiếu. Có giai đoạn mã cổ phiếu DOS tăng hơn 214.000 đồng một cổ phiếu năm 2017. Theo lời khai của ông Trịnh Văn Quyết, bị cáo đã dành nhiều tâm huyết vào công ty Faros nên chưa bao giờ có ý định muốn bán cổ phiếu, lúc nào cũng muốn giữ, sở hữu thêm và mua thêm. Thời điểm 2020, 2021 Do dịch Covid-19 bị cáo khó khăn về tài chính nên mới bán số cổ phiếu của công ty Faros, nhưng bị cáo luôn muốn có cơ hội và đã lên kế hoạch mua lại cổ phiếu của công ty này. Trả lời thẩm vấn của luật sư, cựu chủ tịch tập đoàn FLC cho biết, dù đã bán phần lớn cổ phiếu của công ty Faros, nhưng bị cáo vẫn có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động bình thường của công ty nên đã lấy tài sản cá nhân để đảm bảo cho các khoản vay. Ngoài tài sản bị phong tỏa, bị cáo không còn tài sản nào khác. Nếu hội đồng xét xử tuyên bị cáo phải bồi thường, bị cáo xin được dùng tài sản cá nhân trị của mình để khắc phục hậu quả. Nhưng số tài sản này bị phong tỏa từ ngày bị cáo bị bắt đến nay. Ông quyết trình bày, mới được cơ quan tố tụng cho phép bán tài sản là hãng hàng không Bamboo, thu được gần 200 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra. Khoản tiền 500 tỷ đồng từ việc bán hãng hàng không Bamboo sẽ nhận tiếp theo, ông quyết sẵn sàng nộp để khắc phục hậu quả. Ông Trịnh Văn Quyết cho hay, đang tiếp tục nhờ gia đình tác động người thân, bạn bè để có tiền khắc phục hậu quả, đồng thời mong muốn tạo điều kiện để xử lý tài sản của mình, bất động sản, cổ phiếu nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo đề nghị bán cổ phần tại tập đoàn FLC nhưng đến nay chưa được phép. Bị cáo cũng xin hội đồng xét xử có chính sách khoan hồng cho bị cáo sớm được về với cộng đồng để tìm biện pháp khắc phục hậu quả. Các luật sư cũng đặt nhiều câu hỏi với ông Quyết, nhưng bị cáo xin không trả lời vì cho rằng đã khai đầy đủ ở cơ quan điều tra và nội dung lời khai đã thể hiện trong cáo trạng. Bị cáo đề nghị các luật sư nghiên cứu cáo trạng và hồ sơ vụ án. Vị chủ tọa phiên tòa cho hay, bị cáo có quyền không trả lời các câu hỏi của luật sư. Bộ chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và em gái nhận tội. Sáng ngày 23 tháng 7, phiên tòa xét xử vụ án FLC tiếp tục với phần thẩm vấn hội đồng xét xử đưa cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vào phòng xử để lấy lời khai. Trước đó, phần thẩm vấn các bị cáo khác, ông Quyết bị cách ly. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Trịnh Văn Quyết thừa nhận toàn bộ hành vi mà cáo trạng truy tố, không có ý kiến gì về tội danh và cho biết sẽ chấp nhận phán quyết của tòa. Trước câu hỏi của hội đồng xét xử về các hành vi phạm tội, về số tiền thu lợi bất chính, bị cáo Trịnh Văn Quyết liên tục nhắc lại những gì cáo trạng mô tả là đúng bản chất hành vi phạm tội của bị cáo trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử về mục đích hành vi phạm tội bị cáo quyết trình bày chưa bao giờ bị cáo có ý định chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư chủ trương mua lại công ty là để khai thác lĩnh vực xây dựng chủ động trong hoạt động đầu tư xây dựng của cả hệ thống tập đoàn flc và sau đó là triển khai mở rộng thực hiện các công trình bên ngoài phạm vi tập đoàn trước khi bị bắt bị cáo đã thực hiện được điều đó bị cáo trịnh văn quyết trình bày việc khai báo như trên là hoàn toàn tự nguyện và cũng không có ý kiến gì về lời khai của các bị cáo khác theo cáo buộc, ông Trịnh Văn Quyết là người chủ mưu, quyết định chỉ đạo thực hiện việc mua công ty Farod, quyết định chỉ đạo góp vốn khống, sử dụng vốn góp khống để hợp thức việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của công ty Farod từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên sàn HOS, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS, hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng. Ông Quyết cũng là người chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán, quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản do bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, kế toán tập đoàn FLC, em gái ông Quyết quản lý sử dụng để thao túng nằm mã chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 4 mã chứng khoán thu lợi bất chính hơn 684 tỷ đồng. Về phần mình, bị cáo Trịnh Minh Huế khai. Mọi hành vi của bị cáo đều làm theo chỉ đạo của anh trai. Bị cáo cũng thừa nhận tất cả các nội dung như mô tả trong cáo trạng. Trình bày về việc nâng vốn của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, bị cáo Huế nói, bị cáo quyết bảo bị cáo rút tiền ngân hàng rồi nộp vào công ty nâng vốn, bị cáo giữ nguyên các lời khai trong quá trình điều tra. Bị cáo Huế cũng trình bày không hưởng lợi gì từ các hành vi phạm tội theo chỉ đạo của anh trai. Lời khai của người nhà thông ra giúp ông Trịnh Văn Quyết phạm tội. Chiều 22 tháng 7, phiên tòa xét xử vụ FLC tiếp tục với phần thẩm vấn. Hội đồng xét xử cho cách ly cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng hai em ruột là bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng là cựu kế toán tập đoàn FLC. Theo cáo buộc, để bảo đảm đủ điều kiện về số lượng cổ đông tối thiểu được niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế hợp thức bằng cách lấy danh sách cán bộ nhân viên công ty để đưa vào danh sách cổ đông và lập danh sách 386 cổ đông, hợp thức việc chuyển nhượng hoặc bán một phần nhỏ cho cán bộ, công nhân viên, sau đó soạn thảo số cổ đông để tăng lên 386 cổ đông. Sau khi cổ phiếu ROS đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế sử dụng 518 tài khoản của người thân, quen, nhân viên của Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga do Huế trực tiếp mở, quản lý, sử dụng để mua bán cổ phiếu ROS, điều chuyển tiền theo chỉ đạo của ông Quyết. Các bị cáo đã giúp Trịnh Văn Quyết thu về hơn 4.818 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán số tiền hơn 3.621 tỷ đồng. Sau khi số tiền bán cổ phiếu ROSE được chuyển về tài khoản của các cổ đông, bị cáo Huế lập chứng từ rút tiền mặt đưa cho các cổ đông ký để Huế lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau. Tại tòa, nhiều bị cáo là người thân, anh em, cháu và cả thông gia của bị cáo Trịnh Văn Quyết đều thừa nhận tội danh bị truy tố. Họ khai rằng không góp vốn, không phải cổ đông của công ty Faros, nhưng được nhờ đứng tên khi Faros tăng vốn điều lệ, giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc niêm yết và bán cổ phiếu ROS của công ty Faros. Những người này còn cho mượn giấy tờ cá nhân theo đề nghị của bị cáo Trịnh Thị Minh Huế để mở các tài khoản chứng khoán, đứng tên pháp nhân phục vụ cho chuỗi hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Các bị cáo cho rằng, việc ký vào các giấy tờ mà không biết được nội dung hoặc không ý thức được hành vi của mình là phạm tội. Bị cáo Trịnh Văn Đại, con bác ruột bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu phó tổng giám đốc công ty Faros thừa nhận việc ký nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động của công ty Faros, nhưng bị cáo không hiểu biết nhiều mà chỉ ký được khi bà Trịnh Thị Minh Huế nhờ. Bị cáo cũng không nhớ đã ký bao nhiêu tài khoản chứng khoán của FLC vì tất cả các tài khoản bị cáo ký đều do bà Huế sử dụng và quản lý. Bản thân bị cáo không được hưởng lợi gì. Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh, chồng bị cáo Nga thừa nhận đã ký vào các hợp đồng vì được bà Huế nhờ. Bị cáo cũng thừa nhận việc cho bà Huế mượn chứng minh nhân dân để mở tài khoản chứng khoán còn bị cáo Huế mở bao nhiêu tài khoản mua bán chứng khoán từ chứng minh nhân dân của bị cáo thì bị cáo không nhớ. Bị cáo không được hưởng lợi gì từ việc ký giúp bị cáo Huế. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung khai, gia đình bà là thông gia với gia đình bị cáo quyết, bản thân bị cáo là thợ may tại nhà, không phải cổ đông, không góp vốn, không cho công ty Faros vay tiền. Nhưng vì được nhờ nên bà Dung đã ký các hợp đồng theo lời đề nghị của bị cáo Huế và không được hưởng lợi gì. Bà Dung cũng thừa nhận việc đã cho bị cáo Huế mượn chứng minh nhân dân để mở tài khoản chứng khoán. Theo trình bày của bà Trịnh Thị Thúy Nga, bị cáo không được ông Trịnh Văn Quyết trực tiếp nhờ mà thực hiện mọi việc theo yêu cầu của Trịnh Thị Minh Huế, em ruột bị cáo. Bị cáo thừa nhận việc ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần góp vốn ở tập đoàn FLC trị giá hàng trăm tỷ đồng và dù là anh em ruột nhưng bị cáo làm mọi việc mà không được bàn bạc hay hưởng lợi gì. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.